Vũ Hà tiết lộ về hôn nhân với bà xã lớn hơn 8 tuổi. Mới đây xuất hiện trong một chương trình, nam ca sĩ Vũ Hà đã có những giây phút chạy lòng về cuộc hôn nhân của mình. Được biết bà xã anh tên Huyền Vân sinh năm 1961 và hơn anh 8 tuổi. Cô từng là ca sĩ của đoàn Tiên Sa Đà Nẵng. Bên cạnh việc ca hát, trước đây Huyền Vân còn là một người giàn dựng, đạo diễn của một số tiết mục nghệ thuật. Thời điểm Vũ Hà gặp Huyền Vân là năm anh 26 tuổi trong một chuyến đi hát tại Vũng Tàu. Cũng trong chương trình, Vũ Hà cho biết, anh rất ấn tượng với mái tóc và sự hoạt ngôn của vợ. Lên xe cô ấy nói chuyện như chim hót, tôi chọc cô ấy vui lắm. Tối hôm đó, cô ấy để tóc dài lên hát và không ai vũ tài hết, trong khi tôi được yêu mến. Do xuất thân là một người thợ cắt tóc nên ngay sau đó Vũ Hà đã góp ý giúp Huyền Vân thay đổi kiểu tóc và cũng từ đây mối quan hệ của cả hai trở nên gần gũi hơn. Khoảng nửa năm sau khi quen biết, cặp đôi đã chính thức hẹn hò. Vũ Hà chia sẻ, ban đầu chúng tôi chỉ chơi bời cho vui, cũng chỉ chị em em nhưng tình cảm đến lúc nào không hay biết. Được biết, trước khi tiến đến hôn nhân, Vũ Hà và bà xã gặp rất nhiều khó khăn và sự phản đối của gia đình. Tuy nhiên, nam ca sĩ quan niệm chỉ cần đối phương mang lại hạnh phúc cho mình là được. Vượt qua nhiều trông gai, cuối cùng cả hai cũng đã có được một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc với nhau. Mỗi người trong xã hội này đều có một cuộc sống riêng tùy theo mình chọn. Cuộc sống này được hay không cũng do quyết định của mình. Ngay cả trong chuyện tình cảm, đâu ai muốn bị chọn những gì mình không thích đều cho tự mình hết. Tôi cảm thấy người này hợp thì tôi chọn tôi chọn vợ tôi vì tôi thích hạnh phúc hay không là hai vợ chồng phải tôn trọng nhau không phải bằng tuổi lớn tuổi hay tranh lệch mà quan trọng trong cuộc sống hôn nhân là tôn trọng nhau vũ hà tâm sự khi được hỏi về lý do sao không đăng tải hình ảnh vợ trên mạng xã hội vũ hà thẳng thắn trả lời phải có dịp thì tôi sẽ đăng một tấm tôi thấy như vậy quý rồi còn nhiều bạn đăng hình gia đình hạnh phúc lắm nhưng vài bữa sau ly dị Tôi nghĩ Facebook là nơi tôi xả chỉ chết thì đưa người thân vô làm gì, mất công họ bị vả lây. Đầu óc tôi không bình thường thì có thể chịu đựng được những lời nói không hay, nhưng tôi không nên kéo bà xã vào điều này. Nói về việc con cái, Vũ Hà cho biết tuy cả hai không có con chung nhưng vẫn sống vui vẻ và lạc quan. Giọng ca búp bê Samiao cho rằng có con hay không là quan điểm của mỗi người. Nhưng với anh, ngày xưa cũng từng ước ao gia đình sẽ đón thêm thành viên mới nhưng ông trời không cho. Vũ Hà tiết lộ vợ anh cũng từng có hai lần thai nhưng rồi lại sảy thai. Dù buồn nhưng cặp đôi vẫn phải cố gắng vượt qua và hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống hiện tại vũ hà đã đưa một người cháu bên nhà vợ về chăm như con ruột